Từ sau Tết, các vườn mai ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lại tất bật vào vụ mới. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của người trồng mai. Hầu hết các cây mai đều được xả hoa, tỉa cành, rễ và thay chậu mới để tạo lại dáng. Nhiều cây mai có dáng không được đẹp sẽ bị cắt trụi để tạo dáng mới. Công đoạn này thường bắt đầu từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Nếu chậm trễ thì cây mai sẽ bị suy kiệt, phát triển chậm. Trong cái tháng chạp là người ta cắt tỉa, dọn, làm gọi là làm cành á. Cái cây nó tròn, nó đẹp, và nó đều tán. Để lấy những cái cành tốt nhất để cái mùa sâu là nó cho hoa nhiều hơn, những cây đẹp hơn. Khách hàng ưa thích, thì tất nhiên mình bán, mình thu nhiều, kinh tế nhiều hơn. Tháng tư là người ta bắt đầu người ta dùng cặp lạc, kìm, ta sửa lại cho cây cái cành nhất nó đều đặn hơn, nó tròn cây theo ý muốn của mình, ý muốn của khách hàng. Cuối tháng 8 là người ta làm đợt nữa, cũng là cặp lạc chỉnh sửa lại, trong quá trình là cây nó phát triển, nó lớn ra, nó ra nhiều cành hơn, như là cây cắt tỉa lại một lần và lần thứ hai và cột lại cho nó nghe ngắn hơn. Các nông dân cho biết, để cây mai phát triển tốt, ngoài kỹ thuật chăm sóc thì khâu chọn đất trồng mai rất quan trọng. Đất trồng mai phải là đất phù sa màu mỡ, tốt nhất là đất lấy ở các bãi bồi ven sông ngay sau mùa lũ lụt. Đại diện Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thị xã An Nhơn có tổng doanh thu từ nguồn bán mai trên 50 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ nguồn bán mai cao nhất là xã Nhơn An trên 25 tỷ đồng. Do số lượng người trồng mai ở An Nhơn ngày càng nhiều, thị trường bán mai ngày càng rộng, nên những năm tới, doanh thu từ cây mai sẽ ngày càng cao hơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.